ครับบ่าว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 
Quá đẹp nhà về dần. Quá đẹp luôn nhà. Sạch nè. Lại. Cạo cho nó sát nha. Sát nó nè. Tôi bắn một khang ở bờ kính. Nhìn nó nè. Anh em cũng qua tiếp rất nhiều buổi sáng. Tôi rất còn chui, còn kho. Lại cái bò hơi nó chụp chân để đóng vội xác gạt ha. Qua liền hay à. Chặt thời một sợi to còn đang hát lâu tên to này men vòng ôn mà chui lần thêm mà tên tôi chi tiết rồi hơi nói là mày sắp á. Hiện tại thì cũng anh em qua phụ tiếp buổi sáng thì cũng nhờ mấy anh chị rồi qua tiếp cho xong rồi buổi sáng luôn nhà lên cho rồi thì làm từ từ thì cũng có bên thợ hồ rồi lại rồi anh em lại cà phê buổi sáng phụ tiếp luôn. Ờ, rồi đặt thêm một miếng lên nữa nha. Rồi thêm nếu mà chốn mơ mơ lên cái đó các bạn. Ừ. Chơi mình thấy đấy. Ôi, à, lò chào đầm chèn bón nữa này. Quá đẹp nha. Mới lên xong quá đẹp nha. Thank you.
sải thôi, dầm cho thằng kia nói. À, cho thằng kia nói đó. Ừ. Ôi tăng tí đó, ôi tăng chỗ nổi. Ừ. Thế này, hay là dân le chính là một. Rồi, nhớ nha. Bắt đầu bưng những nó bán này. Chỗ luôn là anh hụn tốt của thư viên mấy cái men đấy. Top chưa? Lào bóng người bóng lửa như này cạch đấy xinh cho nó đều mặt nhá, đều mặt cái đầu, cái mặt một cái. Buổi sáng đây nhá, hiện tại thì lên được hai miếng là chỉnh sửa lại từ từ thì anh em lại tiếp lên cho mọi chuối mạnh chỉnh cái đầu tàu thua cá để chọn hai ba lần xay nó có toàn mùi nó bị lại chỗ hơi cảo sát đạt nha, cái nào cảo lại hết á. Nay em chạy mới lớn à? Bangkok bữa chủ nhật mới Úc à? Giờ nâng lên hết nha, nâng lên để chuẩn bị thêm miếng này nè. Cái tài tăng nó vào mọi dịch dạng chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về dạng chỉ hay kể đó cho chân đại đó hay dầm anh đâu ban tao bị mục nhá một quay bị mục mo qua đợt nha. Ủa, nâng tàu ní à? Tàu... Tàu lơ ấy. Như ngày xưa là ngày biến nó. À. Giờ đang gật tướng lại cái nhà, bạch hẹn mũi nhé. Khóa lại nhà. Qua mặt lại sò một mũi rồi smart nọc là lạnh qua thật cool qua lại cho nó đều cool. À, bắt đầu gịch vô gịch rồi lấy bóp lấy mặt luôn nó chô lưu tử nó ba thùng lặng mà anh to ngỏ đó quay mặt hàng vô hơi sánh không. Gài lại đỡ cái nhà lát nữa mới bắt đầu kéo lại và chỉnh mấy cái vô đinh trước à. Gần xong ha, thì chưa có bóp tướng mới đóng đinh lấy điểm chuẩn trước rồi quay cho đã hai mình em còn bạch vô hẹn rồi mình thịt lại vô hẹn rồi mình vô cái chiếc xe nó cạo thịt vô hẹn xong hết rồi mới lấy dây lại cạo lấy bóp tướng mới lên bê dành nha. Xong cái nhà, xong phần trước phần phần sau mấy cây nữa nó không khỏi mạnh đơm thì mình lại cho bài chèn xong hết mới bóp tướng lại à lầu chèn so một con này so một mô hiệp trăm mà thua gọi tiếp thì thờ khóa mặt lại nha, khóa mặt phần trước lại cho nó xong cái này mới qua phần sau tiếp tục rồi mới bóp tướng lại xong hết rồi mới bóp tướng rồi mình cho bạch ren cho luôn
qua mặt tiếp tục các nhà, về uống thơm nó cũng có tạm dừng để ăn đây, nhà mình theo dõi tiếp tục không còn lại thì xin cảm ơn tất cả các bạn mình rất nhiều. Trên hay bằng thông gặp ác video tổng sinh hay bọn bộ này trong tu sinh thay mình nào video mình khỏi tốt bọn bộ mà xô nào khuôn bộ này bọn này nó cầm click chui like chui subscribe để mày tự tuôn nào video mày tiếp này xô mà khuôn bộ này bọn này.